Kiều Xuân giúp trắng da, mờ nám, ổn định nội tiết, kéo dài tuổi xuân. Người Khang xin gửi lời chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Bác sĩ 247. Thưa quý vị, theo thời gian thì phụ nữ khi chạm đến ngưỡng tuổi 40 hoặc là đôi khi sẽ lớn hơn thế, bước vào giai đoạn là tiền mãn kinh hay mãn kinh, thì cơ thể sẽ xuất hiện những dấu hiệu của cái vấn đề suy giảm nội tiết tố estrogen. Trước đây thì thật ra là sẽ rất là khó có nhiều thông tin để các chị em phụ nữ của chúng ta tiếp cận, nhưng với sự phát triển của khoa học công nghệ thì chúng ta đã biết cách làm thế nào để chăm sóc cho cơ thể mình từ bên trong và đẹp ra từ bên ngoài thông qua việc bổ sung cái nội tiết tố nữ estrogen. Và hôm nay chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với cái chủ đề đó là Estrogen 100, chìa khóa an toàn hiệu quả để chăm sóc cho phụ nữ mãn kinh và tiền mãn kinh được thế giới công nhận. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị sự hiện diện của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thái Hà, nguyên trưởng khoa khám bệnh của Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ. Xin chào quý khán, xin chào các quý vị đang theo dõi chương trình. Nội tiết tố nữ hay còn gọi là estrogen. Tiền mãn kinh cũng như là mãn kinh và khiến cho các chị em rất là căng thẳng. Như vậy thì thưa bác sĩ, cái dấu hiệu nào để có thể nhận biết được chị em phụ nữ đang phải trải qua cái giai đoạn là suy giảm nội tiết tố và cần phải có những cái sự bổ sung những cái dưỡng chất cần thiết Trong cái cơ thể người phụ nữ thì từ nhỏ đến lớn thì lượng nội tiết tố nữ nó sẽ tăng dần. Đấy, và sau khi bước qua tuổi 30 thì là cái lượng nội tiết tố nữ này nó sẽ giảm dần xuống, và từ 30 đến 40 thì cứ trung bình mỗi một năm nó giảm 1-2%. Nhưng sau 40 thì cái lượng nội tiết tố nữ này nó giảm rất là mạnh. Và khi bước vào tuổi 50 hay trong giai đoạn mãn kinh, lượng nội tiết tố nữ này nó chỉ còn có 10% trong cơ thể mà thôi. Và khi cái lượng nội tiết tố nữ này nó giảm thì những cái dấu hiệu xấu nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe, rồi sinh lý và nhan sắc của chị em rất là dạ mạnh và rất là dồn dập. Đấy, thí dụ như là về kinh nguyệt thì nó sẽ rối loạn, không còn đều như trước. Lượng máu kinh thì khi ít khi nhiều, cái màu máu kinh nó khi đỏ khi đen. Và cái thứ hai nữa là về ảnh hưởng đến cái nhan sắc là gì? Da thì nám sạm nhăn đen. Đó, tóc thì khô bạc gãy rụng. Đấy, cân nặng thì tăng không kiểm soát được, mặc dù là chị em ăn rất là cẩn thận. Đấy, đấy, vòng 1 không muốn mà nó vẫn cứ teo nhỏ và chảy xệ xuống. Đấy, vòng 2, vòng 3 thì phình to ra. Đấy, về tâm lý thì dễ căng thẳng, rồi cáu gắt, rồi stress, hay quên, rồi lo lắng. Rồi về sức khỏe thì là mất ngủ, dễ mắc các cái bệnh về tim mạch, rồi xương khớp. Đấy, rồi tiểu đường, cao huyết áp. Đặc biệt một tí xíu nữa về sinh lý thì cái vùng kính nó khô hạn và giảm ham muốn vợ chồng, ảnh hưởng rất là nhiều đến cái hạnh phúc gia đình. Đấy, và đấy là những cái dấu hiệu mà mình nói của cái sự suy giảm nội tiết. Và khi chị em mà bước sang tuổi 30 chỉ cần có ít nhất 2 trong số các cái dấu hiệu trên là 80% mình đã bị suy giảm nội tiết tố nữ estrogen rồi đó. Chính vì vậy mà khi bước sang tuổi 30, chị em nên bổ sung cái nội tiết tố để duy trì tuổi thanh xuân, sức khỏe và hạnh phúc gia đình. Và nhất là khi bước vào tuổi 40 trong giai đoạn tiền mãn kinh là phải bổ sung ngay cái nội tiết tố nữ này. Giống như là chúng ta vẫn thường hay nói với nhau đó là phải bổ sung trước khi nó cạn kiệt, đúng không ạ?
Bởi vì theo thời gian thì càng nhiều tuổi thì cái lượng estrogen sẽ suy giảm càng nhiều. Thưa bác sĩ, như vậy thì chúng ta phải bổ sung bằng những cái phương pháp nào nó hiệu quả, và những cái ưu cũng như là nhược điểm của những phương pháp này là gì ạ? Đúng là mình cũng nên bổ sung cái nội tiết tố nữ này để duy trì sức khỏe, sinh lý và hạnh phúc gia đình, nhan sắc nữa. Đấy, cũng như là mình đã nói đó, phòng bệnh thì hơn chữa bệnh mà. Đấy, nhưng mà cái bổ sung như thế nào để cho nó an toàn, hiệu quả thì đấy là cả một cái vấn đề cần phải bàn luận đó. Hiện nay thì có hai cái cách để bổ sung nội tiết tố nữ cho chị em. Thứ nhất là về Tây y thì là có cái liệu pháp hoặc môn thay thế, nó cho cái hiệu quả nhanh nhưng mà nó sẽ có nhiều cái tác dụng phụ không mong muốn, cho nên là cả bác sĩ và người bệnh phải có một cái sự tư vấn kỹ lưỡng, theo dõi chặt chẽ và đồng thuận của người bệnh thì mới dám sử dụng được. Đó. Và cái thứ hai nữa là cái liệu pháp bổ sung nội tiết tố nữ bằng cái estrogen có nguồn gốc từ thảo dược thì nó được vừa có hiệu quả, an toàn và nó đã được sử dụng rất là lâu trên thế giới rồi. Ví dụ như là mình bổ sung cái SOG100 cũng là một cái loại estrogen thảo dược, nhưng mà nó được chiết xuất từ ba cái thảo dược quý của Hàn Quốc. Thế và nó có cái hiệu quả rất là an toàn và được sử dụng lâu dài rồi. Thưa bác sĩ, như vậy thì việc bổ sung estrogen có nguồn gốc từ thảo dược và cụ thể là SOG100, thì bác sĩ có thể chia sẻ là lý do vì sao mà chúng ta phải lựa chọn SOG100 không? Lý do để cho chị em mình là yên tâm khi lựa chọn cái SOG100 là vì sao? Vì cái SOG100 này đó là estrogen thảo dược, nhưng nó được chiết xuất từ ba cái thảo dược quý của Hàn Quốc là đương quy, tục đoạn, cách sơn tiêu. Đấy, và cái tính hiệu quả và an toàn của nó đã được khoa học chứng minh và lịch sử công nhận. Về cái hiệu quả của nó thì gì? Nó cho cái hiệu quả mà bổ sung cái lượng estrogen cao gấp 3 lần isoflavone và estrogen thảo dược khác. Nó cải thiện 11 trên 13 cái triệu chứng khó chịu chị em sẽ gặp phải khi bị giảm nội tiết tố, như là nóng bừng, đổ mồ hôi, mất ngủ, rồi đau nhức xương khớp, giảm ham muốn, và nó tăng cái ham muốn tình dục lên gấp 5 lần. Rồi nó còn giúp ổn định kinh nguyệt, rồi nó hỗ trợ bảo vệ xương, giảm nguy cơ loãng xương, gãy xương hay xảy ra ở chị em mà bước vào tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh, và nó còn hỗ trợ bảo vệ tốt hệ tim mạch mà không có gây tăng huyết áp, tiểu đường đấy, và tăng cái lượng mỡ máu đấy. Và bên cạnh đó nó còn làm giúp cho chị em sáng da, mờ nám, giảm cái nếp nhăn, kéo dài tuổi thanh xuân đấy. Và cái tính an toàn của cái SOG100 này cũng đã được lịch sử ghi nhận, đã được sử dụng hơn 400 năm tại Hàn Quốc và Trung Quốc như một phương thuốc dân gian mà chưa ghi nhận một tác dụng không mong muốn nào. Đấy, và nó đã được đăng ký là thực phẩm an toàn trong cái dược điển thực phẩm của Hàn Quốc và Trung Quốc, và nó đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ, Bộ Y tế Canada chấp nhận là an toàn. Khi sử dụng cái SOG100 này thì nó không làm tăng cái khối lượng của tử cung, không gây chảy máu âm đạo bất thường, không gây tăng cân, không làm tăng mỡ máu, đường máu, rồi không làm tăng huyết áp, không gây ung thư, và còn có cái tác dụng là ức chế các cái tế bào ung thư, không gây độc tính cho gan mà còn có cái tác dụng bảo vệ gan. Chính vì những cái lý do đó mà SOG100 nó đã được lưu hành và sử dụng rộng rãi cho các chị em trên toàn thế giới chứ không phải ở Việt Nam. Vâng, thưa bác sĩ, như vậy thì với SOG100 rất an toàn và hiệu quả bậc nhất, thì ngoài việc bổ sung SOG100 thì chúng ta có nên bổ sung những cái nội tiết tố nào khác không ạ? Như mình đã nói, bên cạnh chứa SOG100, các cái tiền nội tiết tố khác như là DHA từ củ từ, pregnenolone từ củ mày đắng, cao sáng dây có cái tác dụng bổ sung tăng cường cái lượng estrogen. Đấy, và bên cạnh đó nó lại còn có tác dụng ổn định cả các cái loại
nội tiết tố khác trong cơ thể người phụ nữ như progesterone và testosterone. Sản phẩm này đã được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép lưu hành từ năm 2013 và được sản xuất bởi công ty dược phẩm Vinh Gia. Suy giảm nội tiết là vấn đề mà chị em nào cũng phải trải qua, nhất là đến độ tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh. Dù mỗi chị em có biểu hiện khác nhau và các dấu hiệu cũng không xuất hiện cùng một lúc, không ai giống ai, nhưng nhìn chung chị em đều gặp phải các vấn đề như da nám, sạm, khô nhăn, bốc hỏa, vã mồ hôi, rối loạn kinh nguyệt, suy giảm sinh lý, đau mỏi xương khớp, mệt mỏi. Đó là những dấu hiệu của sự thiếu hụt nội tiết. Cùng với sự tiến bộ của khoa học hiện đại, nhiều giải pháp đã ra đời giúp bổ sung nội tiết cho chị em, giúp chị em đi qua giai đoạn khó khăn này một cách nhẹ nhàng. Và phương pháp được nhiều chị em lựa chọn nhất là bổ sung estrogen thảo dược. Trong đó, Estroger 100 chính là giải pháp an toàn, hiệu quả, đã được khoa học chứng minh, lịch sử và thế giới công nhận. Khi mà tôi nhập cái sản phẩm viên uống Kiều Xuân chứa Estroger 100 bổ sung nội tiết cho chị em này về bán tại nhà thuốc của mình thì tôi cũng tìm hiểu khá là kỹ. Bây giờ thì Việt Nam của mình mới được lưu hành cái sản phẩm có chứa thành phần là Estroger 100. Chứ trên thực tế thì ở trên thế giới chị em đã dùng rất là lâu rồi. Và nhiều chị em thấy rằng thực sự là sử dụng cái sản phẩm có chứa Estroger 100 rất là hiệu quả và an toàn. Lịch sử cũng như là thế giới đã công nhận về cái độ an toàn của cái sản phẩm có chứa Estroger 100. Cũng có nhiều cái công trình đã nghiên cứu chứng minh về cái tính an toàn và hiệu quả này. So với estrogen tổng hợp, estrogen thảo dược được đánh giá là hiệu quả chậm hơn nhưng bù lại an toàn hơn, ít xảy ra các phản ứng bài trừ cũng như các tác dụng phụ như tăng cân, ung thư. Trên thị trường hiện có rất nhiều loại estrogen thảo dược khác nhau, nhưng estrogen cho hiệu quả và an toàn cao nhất chính là Estroger 100. So với các cái sản phẩm có chứa estrogen thảo dược khác hiện tại bây giờ đang lưu hành ở trên thị trường thì sản phẩm có chứa Estroger 100 có cái hiệu quả cũng như là độ an toàn cao hơn hẳn. Tôi nhận thấy rất là nhiều các cái phản hồi tích cực từ chị em khi sử dụng. Chị em nhận thấy rằng sau khi mà sử dụng đều đặn cái sản phẩm Kiều Xuân chứa Estroger 100 thì thấy cái thứ nhất là sức khỏe tăng lên một cách rõ rệt, không còn những cái hiện tượng như là mệt mỏi, uể oải hay là thường xuyên nhức mỏi xương khớp nữa. Bên cạnh đấy thì những cái triệu chứng như là nám này, tàn nhang, đồi mồi hoặc là da có những cái mảng sắc tố thì cũng được mờ đi một cách rõ rệt. Bên cạnh đấy thì những cái triệu chứng về cái kinh nguyệt ấy nó cũng rất là đều và gọn. Nhất là chị em ở tiền mãn kinh thì thấy chu kỳ kinh nguyệt nó sẽ đều gọn và đẹp hơn ngày xưa rất là nhiều. Bên cạnh đấy thì tôi thấy rằng là trong khi mà sử dụng cái sản phẩm Kiều Xuân chứa Estroger 100 thì cái quan hệ vợ chồng của nhiều chị em mà được tốt lên, thuận lợi hơn rất là nhiều. Việc bổ sung estrogen thảo dược cần thiết cho mọi phụ nữ, nhất là từ sau tuổi 30, không chỉ giúp chị em cải thiện các vấn đề về nhan sắc, sức khỏe, sinh lý mà còn giúp chị em bước qua giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh một cách nhẹ nhàng. Vâng, thưa bác sĩ, như vậy thì ngoài việc là chúng ta lựa chọn đúng cái sản phẩm có chứa Estroger 100 để có thể an toàn và hiệu quả, thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm những cái cách để chúng ta có thể sử dụng đúng cái sản phẩm này sao cho nó có thể an toàn đối với các chị em phụ nữ không ạ? Đối với chị em phụ nữ bước sang tuổi 30 thì để tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi xuân, làm chậm cái quá trình mãn dục thì chúng ta có thể sử dụng ngày 2 viên và mỗi năm khoảng 2-3 đợt và mỗi đợt khoảng 3 tháng. Và nếu có điều kiện thì chị em nên dùng luôn tới năm 70 tuổi để đạt được hiệu quả cao nhất về sức khỏe, sinh lý cũng như nhan sắc. Đối với các chị em mà đã bước vào tuổi 40 hoặc là ở trong giai đoạn tiền mãn kinh thì sử dụng ngay mỗi ngày 2 viên và dùng liên tục chứ không có nghỉ để mà khôi phục lại những cái dấu hiệu mà khó chịu như mình đã nói, duy trì sức khỏe và hạnh phúc gia đình. Đối với các chị em mà bị nám, sạm, nhăn da, bên cạnh việc dùng viên uống chứa Estroger 100 thì mình nên dùng thêm cái bộ mỹ phẩm cùng tên gồm có serum tinh chất và kem dưỡng da, vì cái bộ mỹ phẩm này nó cũng chứa các cái thành phần thảo dược như là nanoprite, rồi chiết xuất từ mít hoặc là các trái cây họ cam quýt, củ nghệ trắng, coenzyme 10. Cái tác động phối hợp cả trong lẫn ngoài, ngoài vào trong này nó sẽ cho cái hiệu quả là
sáng da, mờ nám, giảm nhăn. Và cái hiệu quả này nó sẽ rất là rõ rệt sau 3 đến 6 tháng sử dụng. Thưa quý vị, chúng tôi tin rằng các chị em phụ nữ cũng đừng quá lo lắng, bởi nếu biết cách làm thế nào để bổ sung, chăm sóc cho cơ thể của mình trước khi mà chúng ta hụt đi một cái lượng nội tiết tố nữ estrogen, thì chúng ta sẽ luôn luôn thoải mái, tự tin và sẽ luôn cảm thấy đẹp từ bên trong cũng như là tự tin ở phía bên ngoài. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Kiều Xuân chứa estrogen 100 tăng cường nội tiết kéo dài tuổi xuân của công ty dược phẩm Vinh Gia đã đồng hành cùng với chương trình này. Và bên cạnh đó, nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào thì xin vui lòng liên hệ đến số điện thoại của chúng tôi, đó là 1800 55 88 89, đây là số điện thoại miễn cước, hoặc quý vị có thể gọi điện đến số điện thoại 24/7, đó là 0896 509 509. Quý vị có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ, đó là songkhoeavongbacsitivấn.vn, hoặc truy cập vào website bacsitivấn.vn. Mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Lời khuyên của chuyên gia dành cho phụ nữ muốn mình mãi trẻ, khỏe, đẹp, kéo dài tuổi xuân. Da nám sạm và khô nhăn, bốc hỏa, vã mồ hôi, tim đập nhanh, căng thẳng hay cáu gắt vô cớ, mất ngủ, sinh lý yếu, kinh nguyệt rối loạn, loãng xương, đau nhức xương khớp là những triệu chứng điển hình của tiền mãn kinh. Mãn kinh do sụt giảm mạnh nội tiết estrogen ở phụ nữ sau tuổi 40. Để bảo vệ sức khỏe, giúp chị em phòng tránh và luôn khỏe đẹp, hấp dẫn, trẻ hơn tuổi thì cần tăng cường nội tiết ngay từ hôm nay. Tăng cường nội tiết bằng viên uống chứa estrogen 100 là giải pháp an toàn, hiệu quả bậc nhất đã được chứng minh và được thế giới công nhận. Kiều Xuân giúp trắng da, mờ nám, ổn định nội tiết, kéo dài tuổi xuân. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.